Rồi mình, nhưng mà ở đây còn một cái lỗi nha, mình nhìn nè, khi mình tải lại cái thì các bạn sẽ thấy là cái nhiệt độ thì nó cập nhật lên liền, tại vì mình dùng cái phương thức on để mà mình cập nhật liên tục ha, nếu có sự thay đổi. Rồi và lần đầu tiên load web thì nó cũng cập nhật luôn, nhưng mà ở đây mình thấy cái bóng đèn của mình nè, mình thấy bóng đèn của mình thấy sao, ủa led mình bằng một mà, ủa tại sao cái bóng đèn này nó tối thui vậy? Đó thì các bạn cũng để ý cái chỗ này ha, thì chỗ này thì mình cần phải làm sao để cái bóng đèn của mình á, là khi mình bấm cái nút này nó mới cập nhật vô bóng đèn thôi, thì mặc định cái web mình nó tải mới á, thì nó sẽ load cái bóng đèn là tắt ha, cái đó là do cái HTML của mình là vậy. Đây bấm 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 off là mình sẽ load cái bóng đèn tắt lên đó. Thì bây giờ mình sẽ nghĩ tới cái chuyện là gì, cái trạng thái của cái bóng đèn này nè, nó cũng phải được đồng bộ với cái Firebase này luôn. Tức là có cái cách đầu tiên giải quyết là gì, khi mà mình bấm on cái thì nó sẽ gửi cái web, nó sẽ gửi cái số 1 lên đây, và từ từ Firebase á, mình lại cập nhật cái trạng thái về cho cái hình bóng đèn ở đây đó. Nên thì khi đó cái Firebase sẽ là cái nơi lưu trữ và là cái nơi trung chuyển cái data cho tất cả các đối tượng cần cập nhật cái trạng thái luôn ha. Bấm off cái thì này đưa đây, thì này sẽ cập nhật lên đây. Thì ví dụ như muốn làm cái chuyện đó thì mình sẽ xử lý cái bóng đèn này, cái hình của bóng đèn này giống như cái cách xử lý cái nhiệt độ này, vậy là xong đó. Thì cái chỗ này nè, thì mình sẽ làm thêm một cái nữa nè, mình làm thêm một cái nữa, nhưng mà mình sẽ đọc cái thông tin từ của cái gì, thôi mình làm luôn đi, mình làm luôn cho các bạn coi. Copy này ha, thì đây là cái update gì, auto update đi, update tự động cập nhật cái img ha, cái img của cái bóng đèn á, búp đúng không ta, búp bùm búp, cái bóng đèn tiếng Anh là gì ta, búp mình không nhớ nữa bạn. Rồi cập nhật cái img của cái đèn ha. Ừ, vậy đi. Rồi thì khi đó mình sẽ kiểm tra cái trạng thái liên tục, nhưng không phải của cái theme nữa, mà của cái led ha, của cái led đó, của cái led này nè. Rồi lấy về thì khi đó mình sẽ, chỗ này mình sẽ lấy được cái led về bằng 0 hay bằng bằng 1 đúng không? Thì ở chỗ này mình sẽ if các bạn ha. Cái này sửa tên biến thành startup đi. SS đi, SS đi. Tại vì cái startup mình sợ đụng một cái keyword nào đó nó mất công. Rồi if ha, mình if thôi. SS mà bằng bằng 1 ha. Thì mình sẽ cập nhật cái đèn đây, cái đèn. Nếu mà bằng 1 á thì đây mình cập nhật cái này, giống như mình bấm cái nút nhấn on vậy đó. Đây đó, else ha. Rồi à, cái câu lệnh ở trong JavaScript á, không cần chấm phẩy nha các bạn, không cần chấm phẩy ha, mấy này là mình quen tay mình chấm phẩy thôi chứ nó không cần chấm phẩy luôn đó. Nhưng mà nếu mà cái nào mà chấm phẩy được thì nên chấm phẩy thì mình sẽ dễ nhìn hơn. Rồi ngược lại thì mình sẽ tắt thôi đó. Đó có một cái cách như vậy ha, có một cái cách như vậy. Rồi thì nếu mà như vậy á, nếu mà như vậy các bạn, thì cái chỗ này mình bỏ luôn các bạn ha, cái chỗ này mình bỏ luôn, mấy cái chỗ này nút nhấn nè tác động tới bóng đèn mình bỏ luôn đó, thì tức là mình không cần nữa ha. Tại vì sao? Tại vì bóng, cái khi mình nhấn nút nè thì nó sẽ cập nhật trạng thái trong led nè, và khi mà led mà có sự thay đổi trạng thái á, thì cái trạng thái con led nó lại được gì các bạn, nó lại được cập nhật ngược về cho gì, cho cái đèn đó. Thì nó đi đường lòng vòng như vậy đó, nó đi đường lòng vòng như vậy. Rồi bây giờ mình thử coi nó chạy được hay không ha. Rồi mình có save rồi nha, Ctrl S save rồi, giờ tải lại đó. Ok bấm on cái rồi. Ồ các bạn thấy không, nó vẫn sáng nha, bấm on gửi lên đây, ông này gửi về, bấm off cái đó. Đó, off gửi lên đây gửi về đó. Internet nhà thầy tối nay sao nó mạnh dữ ta. Rồi tải lại nha, mình bấm on lại nha, on nha. Rồi bây giờ mình tải lại nha, tải lại đó, các bạn thấy không, lên liền đó. Thì đây là cái cách ha, cái cách những cái gì mà mình cần gọi là nó cập nhật lại mà nó đồng bộ với cái Firebase đó, thì mình sẽ cho nó cập nhật từ Firebase thông qua cái hàm on ha, thông qua cái hàm on. Rồi đó, đó là một cách ha. Rồi thì cũng có một số bạn đặt câu hỏi gì, ủa
rồi mấy cái hàm update rồi mấy hàm on này thầy kiếm ở đâu vậy? Thì thật ra những cái đó nó nằm hoàn toàn ở trên đây hết các bạn. Đây, nó nằm hoàn toàn ở trên cái tài liệu document của Firebase hết. Thì các bạn vô đây nè, Getting Start ha, sau đó vô Struct Data ha, nó có từng cái mục thư mục vậy. Thì nó sẽ giải thích cho mình ha, giải thích cho mình đây struct cấu trúc data như thế nào, data cấu trúc như thế nào. Sau đó đây, read write data đây. Đó cái phần read write data. Thì ở trong đây nó sẽ có hai cái version để mình viết code nè. Cái này á, là để mình viết theo cái kiểu cũ nè. Version 8 là cái cách mà thầy viết nè. Đó. Thì à, ở đây nó có cái sụt để mình xem nè. Mình bấm vô đây các bạn. Thì nó ra cái đó, nó ra cái sụt cho mình xem nè. Ha. Đó. Nhưng mà cái này nó cũng kiểu cứ mới mới sao các bạn. Rồi. Đây là phần write data nè ha. Thì để mà write data á, thì mình có những cái cách như sau. Thứ nhất, write data tức là mình ghi dữ liệu từ web mà lên Firebase đó. Thì cái cách thứ nhất là mình dùng cái hàm set các bạn ha. Ở đây nó có hướng dẫn mình dùng cái hàm set nữa nè. Hàm set. Ở đây thì nó viết ra nguyên một cái function luôn, nhưng mà thầy không có viết function. Thầy không viết ra một cái hàm, thầy chỉ dùng đúng cái này thôi, đúng cái khúc này của nó thôi. Đó, muốn set cái thông tin gì đó thì mình set thông tin lên ha. Ví dụ như muốn set hai cái thông tin trở lên đó thì mình dùng dấu phẩy ha. Đây nó có chỉ nè. Đó, cái thằng thứ nhất. Xong rồi tới thằng thứ hai. Nếu mà các bạn muốn set nhiều thông tin thì các bạn dùng dấu phẩy ha. Tức là đó, tức là ở đây mình đâu rồi? Đây. Tức là ở đây ví dụ mình có nhiều cái con led đi mà mình muốn bấm nút on cái nó cùng bật mấy con led á thì mình sẽ set led 1 lên xong rồi phẩy led 2, phẩy led 3 đó, cái chỗ này. Đó led 1 phẩy rồi nhiệt độ phẩy độ ẩm gì đó thì viết 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 xuống thì nó sẽ cách nhau bằng dấu phẩy ha. Rồi. Thì cái hàm set á nó sẽ dùng để làm cái gì? Thì nó sẽ trong đây nó có mô tả nè, nó sẽ replay bất cứ cái dữ liệu nào đang tồn tại trên cái đường dẫn đó. Tức là khi mà các bạn dùng hàm set á thì đây mình thử luôn cho các bạn coi. Nó như thế này. Khi các bạn dùng cái hàm set lên này, lên cái đường dẫn này ha, mình lườm hàm set lên cái đường dẫn này, mình thay đổi thằng led này thì dẫn tới hai thằng này nó bị mất tiêu luôn các bạn, thằng home với thằng them bị mất tiêu luôn. Tại vì set tức là mình thay đổi tất cả luôn cái nội dung trong cái đường dẫn này theo như cái mô tả của nó nói là vậy ha. Đây nè, thay đổi tất cả những cái gì tồn tại trên cái đường dẫn này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thử làm nhẹ thử cái cho các bạn coi. À, không dùng update nữa, dùng hàm set ha. Rồi, set cho cái nút bấm on thôi, on led thôi, rồi tải lại ha, tải lại. Rồi. Cho này qua đây. Rồi các bạn nhìn nè, bấm on cái nè. Rồi, các bạn thấy không? Màu đỏ tức là nó xóa đó, bay mất tiêu luôn các bạn ha. Nhưng mà mình thì mình cần update cái giá trị cho cái con led thôi và mình không muốn ảnh hưởng tới những cái thằng khác trong cái đường dẫn thực tập IoT. Đúng không? Đó, đường dẫn thực tập IoT nè, nên mình không có dùng hàm set được. Vì vậy mình dùng hàm update ha, update của con led thôi. Rồi cuối cùng xóa mất tiêu hai ông kia rồi, thôi add vô lại. Thêm 33 độ. Rồi cái hum của mình đâu rồi? Hum mình 90% đi, đó ha. Rồi ok ha. Rồi. Thì ngoài ngoài những cái hàm hàm set ha thì các bạn có thể coi trong đây ha. Xong rồi thì mình có cái hàm update ha. Đâu rồi? Ở đây nó không có nói hàm update ta. Ừ đó, các bạn chịu khó cứ kiếm đi rồi từ từ các bạn sẽ thấy những cái hàm ha. Rồi, về read data ha, về read data. Thì ở đây nó cũng nói tới cái call value à, cái này cái value. Đó, để đọc cái data ha. Thì mình sẽ dùng cái on nữa bạn ha, đây, cái on nè. Đó. Thì nó cũng giống y chang như của mình thôi. Các bạn nhìn cái câu lệnh của nó nè. Nhìn cái câu lệnh của nó nè, nó firebase.database đúng không? Thì mình cũng vậy thôi. Mình là firebase.database thì nó chính là cái biến DB. Nó chính là cái biến DB đúng không? Rồi chấm reference đúng không? Rồi chấm on đúng không? Thì các bạn nhìn ở đây nó cũng như vậy thôi. À, nó sẽ chấm reference nè, đúng không? Đó nhưng mà nó tới cái phần reference nó là nó dừng rồi. Nó dừng rồi nó lưu vào cái biến này. Sau đó xuống cái dùng cái biến này nó cũng lại chấm on nữa các bạn. Tức là của mình nó là mình viết nguyên một cái lèo luôn, dài tới chấm on luôn. Còn của nó là sao? Của nó là sẽ tách này ra, sau đó tới đây nó mới chấm on cái ha. Sau đó tới value, nó tới snapshot. Thì cái đây là cái này nó không có ghi cái chữ function.
Nhưng mà thực ra nó là cái cách viết ngắn của cái hàm function vậy ha. Có gọi một cái hàm, một cái listener ha, một cái function đó, nó sẽ chứa cái gì? Chứa cái data ha, ở cái đường dẫn này. Đó, các bạn có thể dùng cái cách này cũng được. Tức là các bạn bỏ cái chữ function đi ha, bỏ cái chữ function đi. Đó, và thay cái này bằng một cái dấu mũi tên nữa, bằng một cái dấu mũi tên nữa. Thêm dấu mũi tên như đây nữa là xong ha. Rồi các bạn có thể thử ha, mấy này các bạn có thể thử. Rồi. Rồi ok ha. Rồi, cái này là khi mà cái on này á, on value á thì nó sẽ được gọi every time data is change. Đó, nó sẽ được gọi ha, bất cứ khi nào mà cái có cái sự thay đổi ha, có sự thay đổi trong cái đường dẫn mà mình tham chiếu tới nè ha, bất cứ khi nào có dữ liệu thay đổi thì cái hàm này sẽ tự động được gọi ha, bất cứ khi nào. Rồi, nhưng mà một số trường hợp á thì mình chỉ muốn là nó read một lần thôi, nó đọc một lần thôi bạn, mà mình không muốn nó cứ có thay đổi là nó đọc, cứ có thay đổi là đọc, thì mình chỉ muốn nó đọc một lần duy nhất thôi, một lần duy nhất mà khi mà mình gọi tới thôi ha. Thì khi đó mình có thể dùng cái hàm get ha, hàm get nha các bạn, dùng cái hàm get đó. Thì cái hàm get này á, thì nó sẽ chỉ đọc một lần thôi, đọc một lần ha. Thì các bạn có thể thử cái hàm này nha, thử cái hàm này. Rồi một cái cách cách khác là đọc một lần thôi và sau đó là không đọc nữa. Sau đó là không đọc nữa thì có thể dùng một cái cách khác ở dưới đây à, thông qua cái observer, Observer. observer cái gì đó mình cũng không biết, một cái người quan sát gì đó. Thì đây là một cái cách khác ha. Đây à, đây đây, update nè, đây. Nếu mà các bạn muốn sử dụng update thì đây, ở đây nó có mô tả nè, đó dùng cái hàm update. Đây đâu rồi, đây dùng hàm update ha, dùng hàm update. Nhưng mà nó viết thành một cái function luôn á, nên các bạn sẽ thấy nó lằng nhằng, nhưng mà cái bản chất của nó cũng sẽ là như vậy thôi ha, cái bản chất của nó cũng chỉ là như vậy thôi ha. Ok ha, ở đây nó có thêm một cái hàm boost gì nữa. Rồi, boost là để tạo cái gì gì đó, các bạn có thể đọc thêm ha. Ok, các bạn ha. Rồi, delete nè, đây. Các bạn muốn delete thì the simple way delete data is called remove ha, on a reference data. Rồi, ok. Thì muốn remove thì mình sẽ dùng cái phương thức là remove ha, để mình loại bỏ cái đối tượng đó ra, hoặc là mình có thể dùng cái set cái đối tượng nào đó mà mình set nó bằng giá trị là null các bạn. Thì cũng là một cách để mà mình set hoặc là update cái giá trị nào đó với cái giá trị là null, tức là cũng là một cách để mình xóa cái đối tượng đó ha. Ok, cái này mình chưa thử nè, cái delete mình chưa thử. À, để mình thử cái delete coi ha, có hai cách delete, một là dùng cái phương thức remove đúng không, ví dụ như là khi mình bấm on á thì mình sẽ remove cái gì đó đúng không. Rồi ok, ví dụ vậy đi, khi mình bấm cái nút on thì mình sẽ database chấm reference xịt ttlt, mình remove cái thằng hum đi đó, ví dụ vậy, bấm remove đúng không đó, theo như nó hướng dẫn là vậy đúng không, gọi cái phương thức này rồi với cái tham chiếu này rồi, để coi mình hiểu đúng không. Rồi, tải lại ha. Rồi khi mà mình bấm on thì nó sẽ làm cái hành động đó. Rồi mình mở nhỏ lại. Rồi ok ha, bấm on nha, on đấy, các bạn thấy không, đó mất tiêu cái chữ home các bạn ha, mất tiêu home. Ok, thế là cái remove mình đã thành công ha. Ok ha, rồi đó là cái cách remove thứ nhất. Rồi có một cái cách remove thứ hai, có một cách remove thứ hai đó là cái gì, đó là nó kêu là mình sẽ cập nhật cái thằng nào mà mình muốn remove á, mình sẽ cập nhật cho cái giá trị của nó là null các bạn, giá trị là null. Bây giờ mình lại tiếp tục mình cập nhật cho cái thằng home nè, và cái giá trị nó là gì, null nó đó. Ctrl S save lại nha, rồi mình chạy thử coi. À, tải lại, mở file lên rồi bấm on kịch đó cũng được luôn bạn ha. Ok luôn ha. Ok rồi, vậy là coi như mình đã hiểu về cái một số cái cách làm ha, một số cái cách làm trong cái tài liệu nó hướng dẫn ha. Rồi ok, delete một cái gì đó. Rồi
Còn ví dụ nha, ví dụ như là lỡ như bây giờ cái con led mình không có đi, mình xóa con led này đi nha, xóa con led này đi, thì cái hàm update đó, nó có tạo ra cái con led hay không, đúng không? Đó, cái này mình cũng lâu quá mình không làm, mình không có nhớ. Giờ mình thử coi, giờ xóa cái này đi. Cái này cũng hay các bạn, mình cũng nên để đi ha, để đi kệ nó. Rồi bây giờ mình xóa cái con led trên đây rồi, đúng không? Thì khi mà cái thằng này bấm on đó, con led nó có được tạo ra không? Tải lại on cái rồi à, vẫn được nha bạn, update nó vẫn tạo ra nha. Nếu mà chưa có cái biến đó trước trước ha, thì mình bấm nó vẫn tạo, vẫn ok ha. Ok rồi, vậy là coi như mình đã thử nghiệm xong những cái việc này ha, cái on off ok ha. Rồi à, còn một cái mà mình cũng tò mò thôi, mình thử luôn cái coi à, đó là cái read một lần các bạn. Read một lần á là dùng cái phương thức get đúng không? Dùng cái phương thức get, get thì sau đó là dùng den à, sau đó thì cái này nó lạ lạ chút ha. Reference child, user child, user ID, get den snapshot. Mình nghĩ đây là một cái cách viết khác của nó thôi, chứ cũng cũng là quan trọng là chắc là cũng là tham chiếu tới cái gì đó ha. Xong rồi nó đen chấm đen, xong rồi nó nếu như mà có tồn tại exit, tức là nếu mà có tồn tại thì nó sẽ đọc cái data đó ha, ngược lại thì không. If.catch nó có bắt lỗi nữa, nếu mà có lỗi xảy ra thì nó sẽ bắt cái sự kiện lỗi ha. Ok rồi, thì bây giờ mình sẽ thử cái get là lấy một lần thôi, tức là lấy một lần đầu thôi à, lấy một lần thôi đúng không? Ok mình test cái get get once ha. Đó đó, thì bây giờ mình sẽ gọi luôn một cái gì đó mới chạy, thì mình sẽ gọi luôn, mình đọc luôn và mình sẽ xuất ra console các bạn ha, xuất ra cái cửa sổ này để mình coi giá trị cho biết thôi. Thì sẽ là database này, chấm này, reference này, ctt-aot này. Rồi mình sẽ đọc, cố gắng đọc hết nguyên cái đường dẫn này luôn. Đường dẫn này có ba cái tham số lận ha, mình lấy hết, get chấm đen đúng không, đóng mở ngoặc, nhìn lại có đúng không. Rồi trong gọi cái snapshot, viết ra cái listener ha, là một cái function luôn đúng không. Rồi trước khi mà mình xuất ra thì mình kiểm tra coi nó có tồn tại hay không, nếu có thì mình sẽ xuất ra, còn nếu không có thì mình xuất ra là không có data. Cái việc mà kiểm tra có tồn tại hay không cũng rất là hay, tại vì nhiều khi cái đường dẫn mình đọc tới mà nó không có các bạn, mà mình cố gắng mình xuất data ra thì thật ra nó đâu có gì đâu để mình xuất các bạn, nhiều khi như vậy nó còn gây ra lỗi nữa kìa đúng không. Nên mình sẽ kiểm tra coi có exit không, có tồn tại hay không ha. Cái này hay nè, cái này hay đó. Thì cái exit hay không á, thì mình sẽ có thể áp dụng cho cái snapshot ở chỗ này, tức là mình đọc cái trạng thái con led nè, hoặc là đọc cái trạng thái nhiệt độ nè, thì nó có hay không trước khi mà mình sẽ tác động vào đây ha, trước khi mình tác động vào 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 xuất ra đâu đó ha. Thì thực ra nó có cái đó thì nó hay hơn. Các bạn viết thêm cái chỗ này ha, thì mình sẽ viết ở chỗ này cho các bạn coi. Snapshot sau đó là dùng cái mũi tên thế này, xong mình mở ngoặc ra ha. Rồi thì mình sẽ if ha, snapshot chấm exit. Exit này là tồn tại chứ không phải là thoát nha. Exit exit là có tồn tại hay không, nếu mà có thì mình mới xuất ra cái console chấm log. Đó, mình xuất ra một cái snapshot chấm ve ha, là lấy cái giá trị ha. Rồi else ha, tức là cái đường dẫn, nếu mà cái việc mà mình get data một lần á, từ cái nguyên cái đường dẫn này mà không không được á, không có data, không có đường dẫn tồn tại, thì khi đó mình sẽ xuất ra là gì à, no data available, no data available. Ok ha. Rồi save lại ha. Rồi khi mà trong cái file Java này nè, những cái gì mà mình gọi nó ra thì chắc chắn nó sẽ chạy các bạn ha, nó sẽ chạy một lần khi mình mới load cái website lên, nó chạy liền luôn. Rồi ok tải nha, tải đó, các bạn thấy gì chưa, đây à, độ ẩm à, led và nhiệt độ, thì nó sẽ đọc về dạng JSON ha, cái này người ta gọi là dạng JSON nha các bạn,
dạng object, nó là một cái biến object và nó là hiển thị cái dạng JSON. JSON là dạng gì? Dạng key value phẩy kèm cái key value phẩy kèm với cái key và value. Thì cái này nó chỉ đọc một lần thôi ha, cái hàm get này nó chỉ đọc một lần thôi. Thì sau đó các bạn bấm on off gì đó thì nó sẽ không bao giờ đọc nữa ha, nó không bao giờ đọc nữa, nó chỉ đọc một lần ở chỗ đây thôi. Ok ha, thì mình mới giới thiệu thêm cho các bạn một cái thuộc tính là get ha. Ok, thì mọi cái là đều từ cái tài liệu của người ta mà ra, thì mình coi và mình hiểu sơ sơ và sau đó mình đoán ha, mình không cần nhất thiết phải viết y chang người ta, mình đoán coi ý nghĩa nó là gì sau đó mình viết lại thôi. Rồi mấy cái chỗ này các bạn cũng nên nâng cấp lên một chút cho nó cho nó đẹp ha. If snapshot chấm exit exist 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 exist, ok, nếu nó có tồn tại thì mình mới tiến hành là mình đọc và mình cập nhật ha. Else ngược lại ha, thì mình sẽ xuất ra cái console là gì, no data available ha. Đó thì thật ra là nên có mấy cái này để mình biết coi là cái đường dẫn này nó có tồn tại hay không, hay là mình có ghi sai cái gì hay không ha. Thì mình nghĩ mấy cái này là hay á, mình nghĩ cái này hay. Ok, mình nên để luôn đi. Rồi sau đó mình đưa cái này xuống. Rồi ok các bạn ha. Rồi, thì coi như mình đã xong ha, chạy lại lần cuối. Rồi, on, off. Rồi. Đó, ok ha. Rồi ok ha, mọi thứ ok hết. Rồi. À, có một cái là cái vấn đề là cái version số 9 nè. Cái version số 9 này thì mình chưa có thử vậy. Cái version số 9 này thì mình chưa có thử. Thì chắc là để khi nào có điều kiện thì mình sẽ thử sau ha, upgrade từ cái version số 9 vào tree second V9. Đó. Thì đây nó có cái file, thường thường nó sẽ có cái file hướng dẫn ha. Cái npm này là cái mình để cài đặt cái gói cho cái Node.js đó các bạn. Cài đặt cái gói cho Node.js á. Nhưng mà nó đâu có phải bên cái, nên mình cũng cũng không rành ha. Ok ha, rồi thôi. Thì mình đã hướng dẫn các bạn xong cái phần liên kết giữa web với Firebase ha. Rồi cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo ha.